Con chào sư, kính thưa sư cho con có câu hỏi nhờ sư giải đáp. Hiện nay ngành khoa học rất phát triển về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hay gọi là IVF để hỗ trợ cho những cặp vợ chồng không thể có con. Trong phương pháp này, số lượng tinh trùng của người nam có thể là chồng hoặc tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng và trứng của người vợ hoặc trứng của người mua cho tặng từ phụ nữ khác được thụ tinh trong ống nghiệm bên ngoài cơ thể người mẹ. Sau khi trứng và tinh trùng gặp nhau và được thụ tinh thành phôi, nhân viên y tế sẽ chọn ra 1 đến 2 phôi tốt nhất để cấy vào tử cung người mẹ, thường là phôi từ 3 đến 5 ngày để phát triển thành cơ thể và sanh ra em bé. Còn những phôi không được lựa chọn sẽ được trữ đông để cho lần thụ tinh sau, nếu lần thụ tinh trước thất bại hoặc cho lần sanh sau. Nhưng thường nếu vợ chồng đã sanh được con thì sẽ không lưu trữ và bệnh viện sẽ thiêu hủy các phôi đông lạnh không được cấy do chi phí bảo quản rất đắt. Sư cho con hỏi, trong trường hợp thụ tinh nhân tạo như vậy thì phôi được thụ tinh bên ngoài trong ống nghiệm đã có linh hồn hay thức đầu tiên được sanh lên chưa? Và nếu chúng ta tiêu hủy những phôi không may mắn được cấy vào tử cung như vậy thì các phạm tội sát sanh không? Vì con suy nghĩ rằng nếu có 10 phôi được hình thành, chỉ có 2 phôi tốt nhất được cấy vào cơ thể sanh ra. 8 phôi kia mặc dù không phải tốt nhất thì vẫn có thể sanh ra là một con người. Và nếu chúng ta can thiệp vào việc sinh sản như vậy thì có phạm nghiệp gì không? Nếu như trường hợp là có phạm tội sát sanh trong việc chọn lọc và hủy phôi thì ai sẽ là người phạm tội? Một lần nữa, sư nhắc quý vị nhớ là giới sát sanh có 5 chi. Chúng sanh có sự sống. Thì cái chúng sanh có sự sống này đó, ở trong tăng chi Đức Phật có nói là có những trường hợp mà có tinh trùng, có trứng mà không có thức tái sanh thì như vậy á, cũng không có thành chúng sanh được. Cho nên trong trường hợp này mình không biết, sư nói thẳng là mình không biết là có thức tái sanh nó xuất hiện ở trong phôi thai đó hay không. Trong tăng chi chương ba pháp Đức Thế Tôn nói là phải có đủ tinh trùng nè, trứng nè, thức tái sanh. Thì có đôi khi có 2 thứ đó nhưng mà thiếu thức tái sanh, cho nên là cái thứ ba này là rất quan trọng ha. Cái thứ hai là biết chúng sanh có sự sống. Thì cái này còn tùy thuộc vào người mẹ hoặc là cái người bác sĩ ấy, có ý thức được, có biết hay không. Nếu không biết thì cũng không phạm giới sát sanh. Thì trong trường hợp này sư vẫn luôn nhắc là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nếu như chúng ta thiếu chi phần ấy, thì chúng ta sẽ không cấu thành nên cái giới sát sanh, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không tạo nghiệp. Cái nghiệp mình tạo thì mình vẫn sẽ lãnh, chẳng qua là nếu xét về giới thì có một số trường hợp mình không phạm giới thôi. Chính bởi vì như vậy chúng ta phải luôn cẩn trọng. Cho nên ở trong kinh Ba Nguyên Tát Pháp Hạnh Phúc, Đức Phật mới nói là các nghề không lẫn lộn nghiệp dữ là hạnh phúc tối Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này không? Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Sư hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đại Đức Hạnh Tuệ là khi mà, có nghĩa là cái câu hỏi này nè, câu hỏi chính này nè, cái câu trả lời mà chính xác nhất đó, là quý sư sẽ đưa ra những cái điều mà ở trong Tam Tạng Điển Pali hoặc là chú giải chính thống nói về cái việc mà khi mà thụ thai á, được gọi là chúng sanh đó, nó đưa ra những cái dẫn chứng thưa quý vị. Còn từ bản thân quý vị á, là người tự trả lời thì nó chính xác hơn. Tại vì sao? Tại vì thật sự đến hiện tại nói rất là đúng cái quan điểm mà
ở chỗ mà là khi mà gọi là lúc thọ thai á, có nghĩa là lúc mà tinh cha tiếp xúc với noãn cầu của mẹ đó, thì đúng là có những cái trường hợp mà ngay thời điểm đó tức thai sanh là có, thì lúc đó được coi là chúng sanh. Còn có những trường hợp mà không có thức tái sanh đó thưa quý vị, thì không được gọi là tái sanh. Thì đúng cái này là nó rất phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, ở trong chú giải á, có mô tả rất là kỹ, thậm chí trong chánh tạng á, cũng có nữa. Nhưng mà sẽ nói chú giải trước cho quý vị thì rõ nha. Thì cái sự hình thành thai bào qua kinh tạng Pali thì có nói như vậy, nói là ngay lúc thọ thai, lúc tinh cha tiếp xúc với noãn cầu của mẹ, thì ở sát na đầu tiên bát tý sanh thí khởi sanh, có nghĩa bát tý sanh thí đây là tâm tục sanh thưa quý vị, đó chia làm ba giai đoạn: sanh, trụ, diệt, nghiệp ảnh hưởng lên tế bào. À, thì ngay cái thời điểm này kiểm thương tế bào là được coi là chúng sanh thưa quý vị, chúng sanh đó nha, quý vị phải cẩn thận nha. Đó rồi có một cái giai đoạn này quý vị phải lưu ý nè, giai đoạn này là giai đoạn phát triển của phát triển của gọi là cái thai. Cái giai đoạn này là được mô tả trong tâm tạng điển Bali rất là rõ thưa quý vị, trong chánh tạng nha, rất là rõ. Để mình biết là đạo Phật đã đi trước khoa học biết bao nhiêu mấy ngàn năm rồi. Thì ở trong đây chú giải mới đề cập kế tiếp là ở sát na đầu tiên là tâm tục sanh trụ nhiệt ảnh hưởng lên tế bào, sát na tâm thứ nhì, tâm hữu phần đó, sanh lên tâm ảnh hưởng tế bào, và tế bào tiếp tục phát triển do dưỡng chất nuôi dưỡng. Đó. Rồi đây nè, tuần thứ nhất 1 đến 7 ngày nè, thai bào ở dạng dịch trong suốt nè. Lúc này là nghe là ngay thời điểm kia, đang nghe thời điểm kia đã được gọi chúng sanh đúng không? Và thì điểm này là nếu mà mình nói là dịch trong suốt mà mình chưa coi chúng sanh là cái này mệt nha, cái này chúng sanh này nha. Đó, mô tả nè. Tuần thứ nhất 1 đến 7 ngày thai bào ở dạng dịch trong suốt gọi là Kalala. Tuần thứ hai là 7 14 ngày thai bào cô đặc ở dạng bọt nước gọi là Abuda. Và tuần thứ ba là ở dạng thịt mềm bê xí. À, tuần thứ tư đó thành khối đặc. Đó tương tự như vậy đó. Thì vốn dĩ thưa quý vị, vốn dĩ á, là trong quý vị có xem tương ưng á, tương ưng dạ xoa đó, trong kinh tương ưng dạ xoa, thì quý vị thấy bài kinh đầu tiên đó là bài kinh nói về con dạ xoa Indaka. Nó hỏi Đức Phật, nó hỏi Đức Phật là đại loại như nó đến thỉnh Phật là hỏi tại sao sinh mạng có trong thân, tức là danh trong sắc đó. Đức Phật trả lời là cái quy trình mà hình thành đó, con người từ từ thai nhi đến hài nhi đó, tương tự như vậy mà qua bài kinh đó mình thấy là cái sự mô tả giống như thai bà từ phát triển là từ trong suốt đến bọt nước thịt mềm nè đó, thì lúc này nha đã được từng này đã coi là chúng sanh rồi. Cho nên là nếu mình làm cái nghề y mà cái việc thụ tinh ống nghiệm đó, cái kiểu như vị nói đó, mà nó đã trở thành cái dạng nha, dạng như là dịch trong suốt mô tả giống như trong tâm tạng cái điển Bali, thì lúc đó coi chúng sanh, vị phải cẩn thận nha. Còn như trường hợp Đức Thanh Tuệ nói đó, là cái trường hợp mà khi mà tinh cha nõn mẹ, tinh cha nõn mẹ, nếu mà có thức cái tái sanh xỉm đó được coi là chúng sanh, mà có trường hợp là không có thức tái sanh đó, thì cái trường hợp này thật sự là bất khả tư nghị, chỉ có vị toàn giác thôi. Cho nên cái trường hợp đó nó chúng ta không không thể biết được. Nhưng mà những trường hợp mà xin nhấn mạnh là trường hợp mà gọi là nó ở phát triển ở một cái mức độ mà gọi là nó có ở đây là trong kinh Địa Tạng thì gọi là dịch trong suốt đó, thì không biết ở trong y học gọi là cái gì, thì lúc đó là gọi là chúng sanh rồi. Nhưng mà sư hoàn toàn đồng ý quan điểm Đức Hiện Tại là dù gì chúng ta cũng phải thật sự rất là cẩn trọng với cái việc mà gọi là mình thụ tinh trong ống nghiệm, rồi mình đi hủy những cái sản phẩm mà mình như bị đề tài mô tả. Bởi vì sư thấy rằng nha, cái này là cảm nhận riêng sư thôi, riêng bản thân sư thôi, sư cảm nhận là cái ranh giới mà giữa phạm hay không phạm nó rất là mong manh thưa quý vị, rất là mong manh. Bởi vì một lần nữa khi kết thúc câu trả lời này á, tại sao sư nói lại lại mong manh? Lại vốn dĩ quý vị thấy nè, trong chú giải nó rõ, ngay lúc thọ thai tinh cha tiếp xúc với noãn cầu mẹ không, ở sát na đầu tiên bát tý sanh thí khởi sanh, tức là tâm tục sanh nó khởi sanh, thì nghiệp ảnh hưởng tế bào lúc đó là thành chúng sanh. Thì
Cũng mong quý vị, nếu như quý vị là nghe qua chưa hiểu thì có thể nghe đi vài lại vài lần để mình tự mình bản thân mình sẽ là người trả lời chính xác nhất cho bản thân mình, nghe đưa ra giải pháp mà tốt nhất cho bản thân mình. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.